Vâng, em xin chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh truyền thông Tuyên Vũ Audio. Hôm nay thì chúng em lại về được một số cái mẫu loa chép rời, loa chép trời có mã là PT6 các bác nhé. Trong thời gian qua thì rất là nhiều anh em muốn sở hữu những cái dòng loa chép rời này để cải thiện cho cái âm chép cho dàn loa nhà mình. Thì cũng có hỏi tới bên em là bên em có dòng loa chép không. Thưa các bác, thì chép thì nhà em đang hiện tại đang có hai loại. Một là loại BX PT6 và một loại nữa bên em đang có là dòng Pioneer. Thì tuy nhiên thì hôm nay chúng em sẽ review về cái mẫu này để cho anh em thích cái cảm giác nghe tiếng chép tí tách bay bổng và đặc biệt là không chóe, nghe nó có cái cảm giác rất là êm ái các bác nhé. Về cái thiết kế của cái dòng loa này thì cái mặt trước này, cái mặt kèn, họng kèn các bác nhìn này, thì em nó được làm bằng kim loại các bác nhé. Đó, nó làm kim loại nên là cái chất kim loại này nó khi mà chúng ta cầm vào đấy, chúng ta có cảm giác nó rất là đẹp đấy, và nó có cái cảm giác là nó chuyên nghiệp, nó quý phái, nó sang các bạn ạ. Đấy, họng là đều là bằng bằng thép hết các bạn ạ. Đó, nhìn nó rất là đẹp đúng không ạ? Và bên dưới này thì chúng ta sẽ có hai cái đường để chúng ta cắm dây loa này, đấy, cực dương và cực âm này. Đấy, viết rất là rõ ràng rồi. Đấy, chép rất là to. Đó, và con này thì nó là chạy ở trở kháng 8 ôm các bạn ạ, và công suất của nó là đạt tới là 50W. 50W thôi nhé. Đó. Cầm rất là thích luôn. Thật sự là với những cái dòng loa chép này thì nó sẽ cải thiện cái tiếng chép rất là tốt. Đấy, cải thiện tiếng chép rất là tốt, và nó có chân giúp các bạn có thể chỉnh được độ này. Ví dụ các bác muốn trúc nó xuống thì các bác ấn nó xuống. Muốn check nó lên thì các bác có thể bẻ bẻ nó cao lên được nhé, bởi vì đây nó có cái chân này. Đó. Rất là đẹp đúng không? Đang bây giờ thì em sẽ test cho anh em nhé. Đấy, em đã lắp luôn rồi. Lắp luôn cái đôi chép này, tôi cũng để công suất luôn. Đấy, em lắp trực tiếp vào để công suất này. Đó, lắp trực tiếp vào để công suất luôn nhé. Đó, bây giờ thì em sẽ bật cục để công suất lên và sẽ test cho anh em nghe qua cái tiếng chép. Đó, để xem là cái chất chép của nó nghe có sướng tai hay không nhé. Đó. Đó, đây là tiếng chép của nó các nhé. Rất là thích luôn các bạn. Đó, và đặc biệt là cái dòng chép này nó không ra lời. Đấy, nó không ra lời. Tí tách rất phê luôn các bạn. Đó. Cái cảm giác cái tiếng chép mà quánh nó đập nghe rất là thích ạ. Đó, và để mà cải thiện được tiếng chép thì chúng ta nên sử dụng những cái dòng này. Đó, nghe nó rất là phê. Đó, và em sẽ cho loa để chạy lên nhé. Em sẽ cho cái nắp loa để chạy lên. Đây là chúng ta đã kết hợp giữa cả loa phun nữa này. Và bây giờ em sẽ tháo cái loa chép này ra. Tháo cái loa chép này ra nhé. Đó, không còn chép nữa rồi. Đó, các bác thấy không, khi mà đang nghe có chép mà không có chép nghe cảm giác nó rất là khô, mà em còn đang ghép với nó phun luôn đấy. Đấy, nghe cảm giác nó rất là khô các bác nhé. Đó, nghe đúng không, nghe nó rất là khô. Thế cho nên là khi mà chúng ta đang nghe chép rồi thì bỏ ra thì cảm giác nghe rất là khó chịu đấy. Và anh em muốn sở hữu những cái dòng chép giờ này thì có thể liên hệ trực tiếp từ Tuyên Vũ để được tư vấn hỗ trợ nhé. Và xin chào các bác.